Chửi ai đó cô em? Đã tay không? Đã lắm. Đã à, dạ. Nè. Đến ai vậy cô em? Em bà nội mày chứ em. Này nhìn lại mặt chị đi nghe chưa? Chị đẻ 8 đứa như cưng cũng được, không phải ngang hàng phải lứa đâu nha. Mới nứt mắt ra có vài cọng râu cái đi ghẹo gái. Ghẹo gái mới là chuẩn men. Hàng hiếm nó cưng. Nè. Nãy giờ đủ rồi nghe chưa? Biết cái xe này nhiêu tiền không? Nhiêu tiền kệ bà mày chứ. Tính đền hả? Muốn đền hả? Đền đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đền nữa không? Dạ. Đền nữa không? Dạ thôi. Sợ chưa? Dạ sợ. Trời ơi, không biết phải con gái không trời. Biết. Vòng này đây tao cho mày biết phải con gái không nè, vòng lại đây. Ra hình như là đi lộn chân sao, gặp cái đồ ba trợn gì đâu không. Sao em? Mía đây. Cảm ơn nha cô. Mía. Trời, bán cho bịch mía coi thèm ngọt quá trời luôn ha. Ủa, có sao không vậy? Ba bị trúng gió hả? Bà hai, trời ơi, có sao không vậy? Tôi xin lỗi, trời, bà bị liệt tiếng mía, mỗi lần nhắc tới mía là bà giống như là động kinh vậy đó. Trời ơi, làm tôi tưởng nó bà bị giật kinh thao nữa. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Trời ơi, trời ơi. Có sao không? Bà hãy nghe, làm ơn đi. Mốt quá. Mà bà quên vậy nữa là tôi giết bà chết. Đó, có rồi đó. Ăn đi cho nó ngập mặt. Để mốt khỏi kêu nữa. Thèn ngọt mà. Tha. Ghé đây, ghé đây. Còn biết mà. Trời ơi, đâu có núp gì hai được đâu. Cũng phải ghé gì hai thôi. Ăn gì? Tính ơi, ông chủ á thì ổng đòi ăn mắm kho mà bà chủ bà không chịu ăn đó, rồi giờ cũng đi vòng vòng nãy giờ không biết mua cái gì nữa. Sao không thích mắm? Mắm ngon mà. Bà nói á, nghe mùi mắm là thú quá à. Trời. Mà hồi tôi con nói thiệt á, không biết bà thơm tới đâu á, chứ còn nghe con nghe cái mùi mắm kho cái là nước miếng con nó chảy. Thôi kệ, còn cứ mua mắm để nấu cho ông chủ ăn để còn được ăn ké món ngon thích. Nghe mày nói tao cũng thèm chảy nước miếng vậy. Lấy rau ăn mắm nghe. Dạ, lấy rau mắm kho nè. Bông súng, kèo nèo gì hai có đủ. Thêm dạ. Mới cải bè xanh nữa. Dạ. Đây. Anh ơi, ông chủ ông về. Con mắc cười cũng chết. Ủa, sao mắc cười? Bữa nay ông đòi nấu mắm kho vậy là ông ở nhà phải không? Dạ, ông ở nhà. Anh ơi, bà chủ nha. Bà đẹp, thiệt là đẹp vậy đó. Bà đi ghen với ông chủ. Ghen? Dạ. Chắc cũng phải có gì bà mới ghen á mày. Con kể chị hai nghe chuyện này. Tao nói hồi bữa đó nha, ổng xuống sân bay lúc 1 giờ trưa mà ổng đi đâu á, tới chiều tối ổng mới về. Cái bà nghi ngờ, bà nghi là chắc ổng có ghé thăm ai rồi mới về nhà. Đó. Đúng rồi. Lấy chồng đẹp trai á mà giàu như ổng á, mình phải ghen từ từ là vừa rồi. Đàn ông á có tiền hay sinh tật lắm. Rồi sao? Có quýnh nhau không? Không. Không bao giờ. Cái nhà này rất là văn minh và lịch sự. Chỉ có nhỏ nhẹ vô phòng đóng cửa nói chuyện với nhau. Ôi. Hỏi trả lời thẩm vấn với nhau vậy. Nó đó. Cứ lành lạnh vậy đó. Bởi vậy cái nhà gì ai thấy không, lúc nào cũng êm ấm hết trơn đó. Nhưng mà còn coi bữa kia mắc cười lắm. Hồi bữa nha, bà thẩm tra ổng mà con bưng đồ ăn con giả bộ đi vòng trước cửa phòng con nghe. Cái bà hỏi là tại sao không cho bà đón về. Nó dễ sợ quá đó. Bởi vậy lúc đó con mới thấy bà là người phụ nữ nha. Bà yêu đó chị hai. Có nghĩa là bà âm thầm yêu ông chủ. Thấy ghê chưa? Mà phụ nữ là phải vậy. Nó với lại sống mà phải có tình yêu thương vậy. Phải quan tâm, phải hỏi han với nhau. Mà phải như vậy mới được chứ. Chứ sống với nhau á mà hả, hai người cứ lẳng lặng mà ngồi trong mâm cơm ăn, hai cái mặt cũng lạnh ngắt à, cà bơ vậy hoài, đâu có tình cảm gì đâu. Thà ăn vậy hả, chia tay cho nó hoàng hôn đẹp trời. Mày nói cũng đúng á. Dạ. Ê Thà, sao nói nghe nè. Tao thương mày tao mới nói nha, chứ tao không có ý gì nha. Dạ, dạ, nói đi. Mày ở đợ á, mày bớt nhiều chuyện lại. Trời. Mày cứ nhiều chuyện mày chọt cho chuyện nhà người ta hả? Có bữa bị đuổi á nghe. Gì hả? Mình á ở đợ, mình chỉ cần á mỗi tháng ta trả lương đủ, vậy là được rồi. Nói thì không phải là có nhiều chuyện. Ở lâu ngày á, riết á cũng sanh tình cảm á. Mà tao nói phải quan tâm nhau mới ở được bền. Cái tánh con mà lạnh quá con sống không được.
đừng nói với tao là mày có tình cảm với ông chủ nha. Ê, trời ơi, giá này không được, không được, không bao giờ có chuyện đó. Con không có chơi chổi dữ vậy đâu. Vậy không có được đâu. Thấy gì ta, gia đình hạnh phúc vậy mình mà chen vô á là mình phá gia can của người ta. Tội, tội ngút đầu luôn á. Mà công nhận hay gì hay ha. Ông chủ nhà con đẹp trai ghê. Trái với sự đẹp trai. Tao có thấy mặt đâu biết. Đẹp trai lắm. Mà có điều có cái thẹo. Có cái thẹo ngang ở cái chân mày vậy nè. Ừ, nó hơi phá tướng chút xíu. Thôi nhưng mà đàn ông mà nhầm gì, cái sẹo chút xíu vậy thôi chứ ra đường thiếu gì người mê. Không tới con đâu. Dạ. Mày nói ông có cái thẹo hả? Có cái thẹo ở chân mày á. Ngay trên chân mày luôn. Dạ. Thẹo lớn không? Thì cái thẹo, cái hồi lúc con mới vô á, cái thẹo cũng lớn. Nhưng mà giờ làm gì ông sức, ông bôi cái gì á, giờ cái thẹo nhỏ xíu à. Rỗng đến gì? Dì hai làm gì điều tra ông chủ con vậy vậy? Thôi, dì hai, nhiều tiền rau đi, đưa con đi, ha. Rồi, đây con. 20. Dạ, thôi, để, ấy nha, để lát đi ngang về nhà con ghé trả, nha. Ừ. Được, tới đây thôi. Những cái thông tin gì con nói, dì hai đừng có xì ra nha. Xì ra là con, ổng bả đuổi con về quê nuôi heo là chết luôn á. Nha, con về nha dì hai, đi kiếm mắm mua nữa. Đi cô ơi, đi chị. Nhỏ này nó nói cái thẹo. Bà Hụt ơi, làm hết hồ mà. Nó rách có tí xíu chứ nhiều. Mai khô hết à? Không có đâu, cái vết thương này máu nhiều vậy chắc là nó rách sâu lắm á. Bảo đảm có thẹo rồi coi. Anh sợ xấu trai hay gì? Chứ sao? Em hốt anh rồi còn gì nữa. Mà anh xấu trai em còn mừng nữa à. Khỏi con não để ý tới chồng của em. Yên tâm đi, không có ai hốt nó đâu. Cái thứ mà có vợ bìu con díu vậy, hốt về thêm gánh nợ hay gì? Sao? Hai chị em thờ như là bò tơi cú ti. Thôi mệt quá, vô ngủ. Vô ngủ. Ê, đợi bà tơi với, cho bà già khỏi mưa vô. Đúng là chị em tao ngây thơ nên mới bị mày lừa đảo, phản bội, hại đời như vậy. Thằng khốn, tao mà bắt được mày vậy ha, Thì làm sao đây hả trời? Mình đâu có báo sát nhân như nó được. Ủa, mà mình cũng không biết cái thằng đó nó tên gì nữa. Biết đâu không phải. Vậy á, là mình hiểu lầm cho người tốt á thì sao? Về nhà chưa? Dạ chưa. Con nghe nói ông về sớm nhưng sao giờ này con cũng chưa thấy. Alo, em đã nói rồi, ổng đã về nhà rồi, không có nói chuyện được. Khi nào ổn em sẽ gọi lại cho anh mà. Rồi chừng nào em mới ổn? Em có biết là anh nhớ em lắm không? Em cũng vậy mà. Thôi em tắt máy nha. Không biết có chuyện gì mà dạo này mọi cái đều không giống bình thường. Thiệt đúng trong cái nhà này, chồng là nợ, vợ là oan gia, chẳng ai hiểu biết gì về cuộc sống của nhau hết. Chán đời. Ba mẹ ăn cơm rồi hả? Nhà này không có thói quen chờ ai trong bữa ăn hết á. Tôi có chừa phần đồ ăn cho cậu Kiệt ở dưới bếp á, ăn lát xuống tôi gọn cho. Dẹp luôn đi, tôi muốn ăn cơm thừa canh cặn. Nè, vừa phải thôi nha. Có cái ăn là may phước lắm rồi. Giờ thì còn có tao nuôi, chứ mày cứ cà nhõng vậy á, mai mốt kiếm không ra tiền, không có gì để ăn đâu. Ba mẹ yên tâm đi, dù gì con cũng là con của doanh nhân,
con của ba mẹ ít nhất cũng phải có một chút xíu gì đó xem kiếm tiền chứ. Xem là của mẹ mày, làm gì có xem của tao. Con đừng có nói nữa. Mẹ muốn con làm những gì con nghĩ kia kìa. Đừng có nói nhiều quá. Ra ngoài sau nói chị thầy dọn cơm cho ăn đi. Thôi khỏi đi, con qua nhà của ông Thịnh, nhà nó có đám giỗ, con ăn bệnh rồi. Thịnh nào? Hồi nào giờ mẹ có thấy con học chung với đứa nào tên Thịnh đâu. Bây giờ con lớn rồi, mối quan hệ của con nó phải rộng, đâu có túm gọn cái đám bạn thời học sinh nữa đâu, sao mẹ biết. À, dạo này ba thấy con kết bạn bừa bãi lắm nha. Chọn bạn tử tế mà chơi. Ba yên tâm, bạn của con á toàn là dân đại gia, nhà có chức có quyền không? Vậy con nghĩ thành phần đó tử tế lắm hả? Thì cùng gia giới nhà mình. Ủa, mà ba thấy nhà mình không tử tế hả? Ờ thì không có là chuyện sóc ốc vậy nha. Thì làm ăn mà, muốn giàu có thì phải giành giật bon chen này nọ chứ. Thương trường là chiến trường mà. Nhưng mà con phải hiểu rằng ba mẹ làm tất cả là gì? Vì con, nói hoài. Khi sinh để bố cũng cố để con đúng không? Con nghe bạn con nói con đó hoài. Ăn nói phải biết suy nghĩ, đừng có sống tùy tiện quá, lớn rồi. Con có làm gì có lỗi đâu, hơi ồn ào xíu thôi, tuổi trẻ mà. Ba dặn thì phải biết nghe, không được cãi. Em cũng nhắc nhở nó hoài à. Thấy con người ta hư, mình cũng lo sốt gió à. Ba mẹ không để con thiếu thốn thứ gì hết. Muốn gặp gỡ bạn bè thì hẹn nhau về nhà gặp, đừng có tụ tập bên ngoài, ba mẹ không kiểm soát được đâu. Tụi con lớn rồi tự biết kiểm soát, nói hoài. Mẹ không có tin. Mẹ nói rồi đó, không được tụ tập bên ngoài. Lo mà học hành đi. 2 năm thi trượt đại học rồi, năm nay á mà rớt nữa là thôi luôn chuyện học nha. Mẹ cho đi ra ngoài làm thuê, làm thợ, làm thầy, cho biết thế nào là cực khổ. Còn muốn học á thì phải tập trung học hành cho tử tế đàng hoàng. Rồi muốn cái gì á thì nói mẹ lo cho. Dạ. Thứ ba ông mới về. À, sao hôm nay về sớm vậy con? Được gì đâu mà ông về, ngoài đường chi. Thư, làm gì mặc quạo đeo vậy? Cái trời nóng bực bội. Ba sửa có cái quạt nào quạt được chưa? Quạt cho con coi. Ủa? Quạt mà nó chạy được ba giao hết cho khách rồi. Có cái quạt này xài đỡ được không? Không tin luôn á. À, xài đỡ đi con. Sao nói ba nghe coi có chuyện gì? Bực mình muốn chết rồi, sáng này như ra đường không có bước bằng chân hay sao á. Ra gặp cái thằng cô hồn cắt đảng kia kìa, đi theo chọc ghẹo. Con đang tu mà con phải đập cho nó một trận. Rồi đó coi. Lên cái chỗ thực tập còn điên hơn nữa. Hồi đó hứa là nhận mình làm tiếp. Xong giờ đi tới nơi cái kêu hết hạn rồi. Làm nhỏ vợ hả, phải chạy đi kiếm việc làm nè. Thi tốt nghiệp mà không có tiền là khổ lắm luôn á. Thôi mà Thư, đi kiếm việc làm cái gì? Ba đã nói con rồi, lo tập trung vô cái công việc học của con đi, tốt nghiệp cho ba đi rồi muốn làm gì làm. Ba lo được mà. Nhà có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ba có bỏ đói con ngày nào đâu mà phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc làm chứ. Con biết là ba lo cho con được, nhưng mà con không muốn dựa dẫm vô ba. Ba nữa đó, nói ba rồi, bây giờ làm tiết kiệm đi, dành dụm số tiền á mua căn nhà nào nhỏ nhỏ hai cho con mình ở. Ở nhà mướn vậy hoài không được đâu, rồi sau này ba tuổi già nữa làm chi. Lỡ ba ốm đau bệnh tật gì á tiền đâu ra. Con giờ nè chưa tốt nghiệp nữa, sau này ví dụ có việc làm cũng có nhiêu tiền đâu, chỉ lo được sinh hoạt phí thôi. Lỡ ba có gì rồi con biết làm sao? Ba biết rồi, tội nghiệp con quá. Con gái con lứa tính thì như đàn ông vậy, chạy đôn chạy đáo, tự quyết định cuộc đời của mình không à. Mà nè, làm ơn bỏ bớt cái tin đó cho ba có được không? Con thử nghĩ đi, con trai đàn ông bây giờ nó đâu có thích những đứa con gái mà cái kiểu ngang ngang bướng bướng mà thử thích tự quyết cho mình như vậy đâu. Nó thích một đứa con gái phải yểu điệu thục nữ nè, bánh bèo bánh đúc bánh đa gì á. Ai như con lúc nào cũng đàn ông á, lúc nào cũng bản lĩnh á. Nó mà nó hơn con thì không sao, mà nó thua con á là nó không có chịu. Riết á, ở giá bây giờ nghe chưa?
giá thì sao, ế thì sao, ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Ừ. Nói cho ba biết chứ, mấy cái thằng mà vừa dốt mà vừa yếu nữa là con không có thèm đâu. Còn ở giá cho ba coi nè. Thôi mà, cái con này. Ê, nói chơi đừng nói thiệt nha con. Con nói thiệt á. Ừ. Để lộn con trai quá. Mẹ. Cái gì? Mẹ đổi cho con cái vàng loa ở trên phòng đi, để con nghe phát âm tiếng Anh cho nó rõ hơn. Trời đất ơi, bà nhớ bà mua cho con trước lúc bà đi nước ngoài, mới cách đây hơn tháng à. Dạ, nhưng mà nó lỗi mod rồi. Bên nhà hàng Hưng kìa, mới tậu cho nó một cái vàng loa mới, xịn lắm luôn. Nó mà qua thấy cái vàng loa của con hả, nó chơi con nhà nghèo quê mùa cho coi. Thôi đi, ba mẹ mua đồ cho con là để con xài, chứ không phải là chạy theo thời thượng, biết chưa? Con có biết vàng loa đó ba mua hơn 100 triệu, giữ lấy mà xài đi, không phải muốn đổi là đổi đâu. Đi lên lầu đi. Thì tại mẹ nói muốn gì nói mẹ cho, nói ra la hoài. À dạ. Gì đó? Con nói cái này ông bà đừng có la con nha. Nói đi. Nãy con nghe nói ông chuẩn bị đổi cặp loa mới cho cậu Kiệt, vậy cho con xin cặp loa cũ nha. Vậy hả? Xác tao cũng cũ rồi nè, cho mày luôn á. Dạ. Cái đó con không dám xài chung với lại. Ê, để em ngồi thử coi. Ha, êm rồi đó. Phải công nhận chú Sáu khéo tay thiệt. Con cảm ơn chú Sáu nhiều nha. Thôi, có gì đâu. Má mày bà đi lâu chưa? Dạ thì má con đi từ chiều tới giờ đó. Rồi bà có nói là bà đi đâu không? Dạ không. Mà con thấy cũng lạ nha. Từ hồi xưa tới giờ nè, ngoài cái chuyện đi bán ra là má con không có đi đâu hết á. Mà tự nhiên bây giờ tự nhiên sanh chứng đi chơi tối nữa. Chú. Ừ? Có khi nào má con phải lòng mấy ông sơm trong chợ không? Trời ơi, tao cho mày ăn cái búa bây giờ. Nói tầm bậy tầm bạ tao, giờ tao mét bả à. Trời ơi, chú dám mét không? Con nói vậy để thử lòng người dân con sao mà. Thằng quỷ này. Mà bà mới nói là mày là bà đi đâu thiệt á hả? Dạ không. Má con chỉ dặn á là cứ ở nhà ăn cơm với thằng Bi trước đi. Mà thằng Bi cũng ngộ. Nó nói không có má nó không chịu ăn chú. Cái thằng mới bà lớn bà đặt có tính lì lợm rồi. Thôi bay vô dạy nó học bài đi. Rồi chú Sáu đi vòng vòng kiếm má mày. Tao mà thấy được bà tao bắt về đây cho. Dạ. Mấy bác con ăn cơm chung cho vui. Bà đó bây giờ đang có cái bệnh đau đầu, ăn uống kiểu này rồi mốt đau bao tử nó cho coi. Dạ con biết rồi. Ừ. Chú Sáu. Gì? Chú Sáu tranh thủ rước má con về Vinh sớm sớm nha. Thôi chuyện đó tao cũng muốn lắm chứ bộ. Mà không biết chừng nào bà mới gật đầu, bởi tao khổ quá. Đêm nửa hôm đi đâu thì không biết nữa. Làm như đi hẹn trai vậy đó. Tôi mà bắt gặp đi với thằng nào là chết cha với tôi. Cái mẹ ông lại chút coi. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Bà định bắt cóc trai tơ vô lùm vô bụi hả? Trời ơi, tôi đã thề với trời với đất rồi nha. Tôi là bảo vệ là tôi để tôi làm trai tơ cho tới ngày tôi lên xe bông nha. Ông thề ai kệ ông chứ. Trời ơi, vậy là tối nay bà nhất định phá hả? Phá cái gì? Tôi giả vô miệng ông một cái vậy. Ồn ào quá. Tôi đi rình nè. Rồi ở trong đó có một mình nè. Sợ muốn chết thấy ông đi ngang mừng quá. Lôi vô đây chứ làm chi. Bà làm gì vậy? Tự nhiên bữa nay trở trứng đi ăn trộm nhà người ta hả? Ông sao? Sao nói chuyện dễ mít lòng quá à? Tôi là tôi ghét nhất cái thói ăn trộm ăn cắp nha. Từ nhỏ tới lớn á, tự tôi làm tự mình tôi sống mà. Không bao giờ có cái tính ăn trộm ăn cắp ai nha. Ăn trộm ăn cắp người ta bắt được tôi quýnh cho lòi bản họng ra đó. Sao ông nghĩ xấu tôi dữ vậy hả ông sao? Bà không có xấu, bà đẹp nhất đêm nay luôn á. Bớt cái miệng lại giùm cái. La hoài. Nhưng bà làm. Thôi ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bà nói tôi nghe coi. Bà rình cái gì? Rình cái gì mà giống như bà đi đóng phim ma vậy? Trời ơi, nhỏ cái miệng ông lại chút được không? Tôi đang rình.
Rình cái gì? Rình cái gì mà chui vô lùm vô bụi vậy? Sao kỳ vậy? Nói nhỏ nhỏ cái miệng làm sao la làng hoài vậy hả? Rồi im rồi, không la nữa. Giờ bà nói tôi nghe coi, bà rình cái gì, bà làm cái gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, tôi rình cái nhà này nè. Đứng mình ên, tôi sợ rắn quá, tôi mới kêu ông ra đó. Rắn đầu đầy mà bà rình cái gì? Trời ơi, bà rình trộm giùm nhà người ta luôn hả? Bữa nay làm thêm nghề phụ, làm tháp tử tư nữa hay sao vậy? Ông Sáu, ông tin là tôi điên lên tôi đuổi ông về không? Mắc mớ tôi phải đi rình ăn trộm nhà người ta. Tôi rình cái cha chủ nhà này nè. Gì vậy? Quan gia kiếp trước của bà hả? À, hay là mối tình đầu của bà rồi quất ngựa tri phong phải không? Quất tôi hay là tôi giết liền á? Rồi, nói trước bướm qua. Nhẫn nộp. Không biến, bà đâu phải là bụt đâu mà nhẫn. Sao bữa nay má về trễ dữ vậy trời? Em vô ngủ đi. Chiều má đi má dặn á là ăn cơm học bài xong rồi đi ngủ sớm đó. Thôi em chờ má. Má nói là không được chờ má, bữa nay má về trễ. Mà em muốn chờ. Ừ, chờ thì chờ. Nhưng mà vô trong nhà đi, chứ ngồi ngoài này mũi nó chích bây giờ. Trời ơi anh hai ơi, mình là con nhà nghèo mà, da dày như da trâu vậy. Thiệt tình cái thằng này, không những da dày như da trâu mà còn lì như trâu nữa đó. Thôi nó giỡn thôi. Sao nói tôi nghe, sao tại sao phải đi rình cho chủ nhà đó? Coi cái mặt của nó, con nhỏ ở của cái nhà này nè, nói là nó có cái thẹo. Thẹo gì thấy kệ người ta chứ. Trời đất ơi, thì không bỏ nhà bỏ cửa nửa đêm nửa hôm đi ra coi coi đàn ông có thẹo hay không. Ê, một cái thẹo của ông chả nằm ngay chỗ hiểm hay sao bà quyết tâm cho coi bằng được vậy? Hiểm 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 cái đầu ông á, ai thèm dòm, biết gì mà nói. Có nói đâu biết. Ông Sáu. Hả? Cái gì cái gì? Thẹo hả? Bà thấy thẹo hả? Phải, nó. Nó là cái gì? Ở dưới đó. Dưới đâu? Chân. Sao dưới nào? Chân. Trời ơi. Sao? Bà thấy cái gì? Chân. Chân nào? Phải. Khúc nào? Dưới. Ủa không, dưới của bà hay của tôi? Trời ơi, của tôi ông nội. Ông bỏ gì vậy? Bà sơn sát thấy sợ luôn. Gì vậy ông nội? Bà mò mò kiểu ông nó ghê muốn chết luôn à. Ông á, chứ trời gì kỳ vậy? Ờ đợi ông tìm ông nói cái kiểu đó, nó chạy mẹ nó rồi. Giỡn hoài à. Ôi, em đâu có giống như anh hai. Sao? Hôm bữa em với má ra chợ, ừ, nghe mấy bà tám nói anh hai có tính công tử lắm. Mà em ghét ai mà tính công tử bột, đuối gì trái chuối. Ừ, cái thằng này biết cái gì mà nói. Chuối thì làm sao mà đuối được. Chuối là chỉ có chú rục thôi. Mà những cái thằng mà giống như là chú rục mà có nước đem dục, biết chưa? Kệ anh hai ấy. Mà em phải ngồi ở đây em chờ má. Để má về, má thấy tội nghiệp. Mốt má không đi chơi đêm nữa. Má không phải là người vậy đâu. Chắc là bữa nay má có công việc đột xuất thiệt. Ủa, mà có chuyện gì? Sao chú Sáu không biết? Chú Sáu là bạn thân của má mà. Có nhiều chuyện á nha. Kể cả bạn thân cũng không có nên biết đâu đó. Người lớn phức tạp quá. Phức tạp cái gì? Chuyện của người lớn còn nít biết cái gì? Thôi bây giờ vô trong đi. Rồi anh hai kể chuyện cổ tích cho mà nghe, không? Anh hai kể chuyện mấy cái chuyện cổ tích giống như là Thạch Sanh nè, Lý Thông nè, rồi cô bé Hoàng Khăn đỏ tấm cám. Anh hai ơi, nó kể với ẹt mà anh hai kể hoài. Chuyện nó kể cú si à. Vô đây anh hai kể chuyện khác cho nghe. Kể chuyện ma, ly kỳ hấp dẫn lắm. Thôi anh hai ơi, anh hai đừng có kể mà. Anh hai đi cái máy về cho Bi đi. Trời đất ơi thằng này. Anh hai có biết má ở đâu đâu mà anh hai đi kiếm. Gì dạ? Sao ngồi luôn đi. Ngồi gì ngồi? Đi!
Vâng. Trời ơi, ông coi tức ghê không? Xe vừa đâm đầu vô một cái, nó quay lưng đi tè tè một nước vô nhà. Tức tới sợ luôn, tới xíu nữa là nhìn thấy mặt nó rồi. Bà cũng rảnh quá. Khi không giờ mặt con chả làm cái gì? Bộ con chả đẹp trai lắm hả? Bộ bà là phân của con chả hả? Không có đẹp bằng ông. Ông là phân của tôi được chưa? Không phải là phân, mà là fan, là fan của bà Hai Chằng Lửa đó. Ờ, tôi chằng á, tôi già, tôi xấu vậy. Thôi đừng đi theo tôi nữa, biến đi. Thôi thôi thôi, đừng có giận mà. Thôi để tôi bày cách cho bà. Đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Cách gì? Bà đợi ban ngày á. Bà đem ra qua nhà chả, sẵn bà giờ mặt chả luôn. Rảnh quá, tưởng cách gì hay lắm á. Nó không có ở nhà ban ngày. Cái giờ mà nó đi đi về về là cái giờ này nè. Vậy hả? Ừ, như quỷ ám vậy đó. Trời ơi, bữa nay tôi đi theo dõi với bà tôi mới biết chứ sao mà tôi biết được cái quy luật đi về của con chả. Tôi không những rành cái quy luật của nó đi về ha. Mà tôi nói thiệt với ông, cái ông già mà hay đi ra đóng cổng mở cổng á. Trời ơi, sao nhìn cái mặt ông quen ghê lắm ông Sáu. Mà tôi không có nhớ. Trời ơi, trai trẻ trai đẹp á, còn để ý còn quan tâm. Trai già trai xấu quan tâm làm gì bà ơi. Ủa bộ ông bóng hay sao mà mê trai trẻ trai đẹp vậy hả? Không có à nghe. Giờ sao bà muốn thử không? Thôi khỏi thử đi. Thiệt có ông Sáu, cái ông già đó đó, trời ơi cái mặt ông quen lắm. Mà tôi không có nhớ ra ổng là ai nè, tức ghê vậy đó à. Trời đất ơi, bữa nay tôi mới biết là bà nhiều chuyện ác ôn vậy đó. Xưa giờ tôi nghĩ bà đâu có bà Tám. Bà là má bà Tám luôn á. Ờ tôi má bà Tám cũng đâu có sao. Cuộc đời tôi xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Bây giờ tôi tám thêm một chút nữa cũng sao hết. À, mà tám tôi là tám lành mạnh, chứ không phải đem cái chuyện nhà của người ta ra rồi bàn tán rồi chọc mặt vô thứ rùm lên ha. Nói vậy là chúng quýnh vô mặt cho đó. Kê ca. Kết. Mẹ làm cái gì vậy? Nhạc đang hay mà. Trời đất ơi. Ngưng một chút được nghe không? Nghe mẹ nói nè. Lúc có bà ở nhà, ngoài việc học hành con không được đi đâu chơi nha không? Không được tụ tập bạn bè. Ba không có thích đâu đó. Nếu vậy á, ba đi công tác con được đi chơi hả mẹ? Suốt ngày chỉ lăm le đi chơi là giỏi thôi à. Còn cái chuyện học hành của con á, thi trượt 2 năm đại học chưa tởn hay sao? Thì học tài thi phận. Con đâu phải là cái dạng mà đầu óc ngu si, tứ chi nó phát triển đâu, mẹ nói hoài vậy. Ăn nói với mẹ kiểu đó được. Đừng có nói chuyện với ba kiểu đó nha, không xong đâu đó. Tại con nói chuyện với mẹ thôi. Con cũng biết á, cách nói chuyện với mọi người mỗi khác mà. Đi với bụt mình mặc áo cà sa, còn đi với ma mình mặc áo giấy. Cái thằng quỷ này. Ý mày nói mẹ mày là bụt, ba là ma đó hả? Dạ không dám. Thôi về, mai qua rình tiếp. Chị, tôi có chuyện tôi mới đi rình chứ chi. Ủa, tôi mà không có chuyện mà tôi rình kiểu đó là ta ra tao quýnh vô mặt tôi đó. Tôi già chứ tôi đâu có khùng đâu ông Sáu. Thật ơi, biết bà không có khùng, nhưng mà bà cũng tào lao động trời luôn á. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Bỏ mấy đứa nhỏ nhà ăn cơm có mình kìa. Còn bà ra đây rình theo dõi gì, tìm thẹo nó làm chi? Bà muốn xem thẹo không? Đây nè, hồi đó tôi có chích ngừa thủy đậu nè, có cái sẹo chà bá dưới đùi nè. Nè coi không, tôi dở cho coi. Gớm quá lòng lát không à. Ông mà đưa cái giỏ ông ra tôi chặt ông liền á, ông biết không? Chặt rồi sao mai mốt tôi đi theo với hai được. Ha, ông hứa rồi nghe. Ông hứa là ông đi rình với tôi rồi nghe. Nó thiệt ông nha, tối nào qua đây rình nè. Trời ơi, ở đây có mình ngồi góc đó tôi hủi à. Sợ muốn chết luôn vậy. Có cái gì cứ kêu tôi. Có bao giờ bà kêu mà tôi không đi đâu. Nhưng mà nói thiệt tôi nghe coi, mấy bữa nay có chuyện gì mà sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy? Hả? Bộ có gì không nói cho tôi nghe được hả? Trời, tôi nói cho ông nghe, có chuyện chứ phải không có chuyện. Nhưng mà tôi chưa có thấy, tôi cũng chưa có kể cho ông nghe được. Khi nào tôi thấy thì tôi kể. Thôi giờ đi về, mai còn chở tôi ra chợ nữa. Đi 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 đi. Ôi già trời. Tại ba đàn ông nghiêm khắc vậy thôi, chứ ba cũng quan tâm, cũng lo lắng cho con lắm chứ bộ. Nhưng mà mẹ nè, con cứ thấy á, ba lạnh lùng, ba có khoảng cách làm sao với con á, không có thương con thiệt. Có khi nào... Thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung, nói năng bậy bạ. Tại ba kỳ vọng vô con. Ngày xưa ba học rất giỏi, con thì học hành ngày càng sa sút, cho nên ba bực mình vậy đó. Dạ, được rồi. Con quyết tâm năm nay con sẽ đổ đại học cho mẹ coi, để ba khỏi trách mẹ con mình nữa. Thật ra mẹ cũng cảm thấy áy náy với ba con lắm. Vì chuyện dạy dỗ cho con á, đó là trách nhiệm của mẹ.
con học hành ngày càng sa sút chẩn mãn. Mẹ cảm thấy có lỗi với ba dễ sợ luôn. Hay là như vậy, từ đây về sau con không cần phải học nhóm mà học thêm ở đâu hết trơn, để mẹ mướn gia sư về nhà dạy cho chắc ăn, được chưa? Trời ơi, mẹ nghĩ sao mẹ mướn gia sư về đây vậy? Thì thôi ba về, chuyện này tính sao? Ủa, anh? Em. Sao anh không giao công việc bớt cho trợ lý nó làm đi? Chứ anh còn dành thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Thì anh cũng giao rồi đó. Nhưng mà mình vẫn phải quán xuyến. Chứ nếu giao hết cho nó, lỡ nó làm bậy bạ thì chết mình à. À, anh ăn gì chưa? Em kêu Thành nó dọn cho anh. Thôi khỏi, anh ăn rồi. Thành vậy anh rắm rửa đi, rồi vợ chồng mình nói chuyện với nhau một chút nha. Em à, hay là để khi nào vợ chồng mình rảnh rỗi á, mình nói chuyện sau nha. Chứ anh thấy em cũng mệt rồi, về phòng ngủ đi. Em không sao đâu. Nhưng mà anh cũng bận rồi. Anh về tắm rửa rồi thay đồ ra sân bay đón đối tác. Chứ họ tranh thủ qua đây gặp mình cũng phải gặp họ chứ. Thôi anh về phòng lấy chút đồ rồi đi ngay nha. Anh đi thì tôi cũng đi. Tưởng ngon hả? Phải làm sao để phá cái kế hoạch thuê gia sư này mới được. Chứ không thôi chói chân chói cẳng mình ở nhà, chịu sao nổi. Miên Trung từng hỏi tôi như vậy, tôi đau lòng tới mức không nói được cái gì hết. Kêu Miên Trung tháo nó ra đi. Bây giờ ông lại lôi ra, hết trách cứ, tới đổ lỗi tôi làm sao? Mẹ đừng ở đâu nói dối nữa. Làm sao cô con chiếc nhẫn này được hả? Tôi còn nhớ rất rõ hình dáng chiếc nhẫn của mẹ tôi. Từng chi tiết con chiếc nhẫn. Trả được tin quý. Hết chương trình rồi, tắt tắt TV đi. Để tốn điện ai trả. Một liền có cơ hội trúng lớn. Hết rồi, tắt chi đây chi. Tắt là đúng rồi, còn cái gì nữa. Trời đất ơi, coi cái bộ phim gì mà khóc lên khóc xuống, khóc tới khóc lui, khóc muốn lòi hai con mắt ra ngoài luôn á. Tao thấy mày khóc mà tao còn mắt mệt nữa. Buồn, nhưng mà phim hay chứ bọn. Em thích cái thằng anh đẹp trai ghê kêu luôn. Đẹp trai gì mà đẹp trai? Bóng lòng bóng lộn lên vậy á. Tao mấy cái phim này tao không coi được nha. Tao chỉ thích coi những cái phim mà phim hành động á, đánh nhau á. Trời, coi mấy cái đó sướng con mắt á. Nhưng mà diễn viên Hàn Quốc đẹp trai hơn diễn viên Hồng Kông chứ bộ. Dám rồi mày ơi. Diễn viên Hồng Kông là diễn viên có nhan sắc tự nhiên, hiểu không? Còn diễn viên Hàn Quốc là cái những cái người mà kiểu như là họ đã chỉnh sửa hết rồi, phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi. Người ta chỉnh sửa mà người ta đẹp còn hơn để xấu xí tự nhiên. Má, má thích ai hơn má? Má hả? Tao thích vua càng lông tao càng khoái. Trời đất ơi, giờ này ba má con làm gì mà cười hăng hắc giống như uống nhầm thuốc vậy? À, cậu Sáu, ông Kết á, ông mới dặn là ngày mai cậu Sáu qua chở hàng cho ông á. Cậu Sáu à, sao ngày hôm nay cậu Sáu lại về trễ như vậy? Phải chăng cậu Sáu đang hẹn hò với ai đúng không cậu Sáu? Bậy bạ. Mày. Ui, má vậy. Má phải nhìn đi, cái điệu bộ của cậu Sáu như vậy á, tức là con gọi là có tật rục rịch đó má, hiểu không? Con đảm bảo với má là cậu Sáu có bồ. Chính vì có bồ cho nên không có dám ở lại đây để chọi mắt với con, sợ bị lộ. Bồ gì? Má thì má phải tin vô cái tài mà gọi là điều tra thám tử của con chứ. Những cái gì mà con nghi con đã tóm trong tay là không bao giờ con nhả ra hết á, con phải biết kết quả. Có tài á, có tài sao không bắt thằng nào vừa giàu vừa khá về đây cứu đói cho nhà này, để báo cậu Sáu tụi bay nay lưng ra nuôi cả nhà. Má ơi, tại vì con chưa có đủ điều kiện để con gặp người vừa giàu vừa đẹp trai thôi. Còn đằng này má cứ nhốt con ở trong cái nhà này làm sao cũng có cơ hội gặp ai được má. Chưa gặp gì mày chưa tới số. Chứ tới số rồi đùng cái gặp, rồi cưới, rồi có bầu, đẻ, giàu. Má nói chuyện giống như là chuyện khoa học viễn tưởng vậy má. Trời ơi, viễn tưởng cái gì? Giàu nhanh lắm, ai cấm mình mà được quyền mơ mộng đâu. Má à, má hãy thôi mơ mộng đi. Bây giờ mình nói chuyện thực tế nè. Hình như là cậu Sáu có bồ thiệt.
Chắc chắn luôn á. Thì đó, ở ngoài chợ hả, người ta đồn ầm lên hết luôn rồi. Với lại hôm bữa nha, con đi chợ á, xong con thấy cậu Sáu đi từ hướng nhà của bà Hai bán rau ra, chắc là có tình ý gì với bà Hai rồi đó. Có tình ý cái gì? Nó đẩy đưa vậy thôi chứ con Hai là mối của nó mà. Không phải đâu má, cậu Sáu thường xuyên qua nhà bà Hai lắm. Lúc thì qua sửa bàn ghế, sửa ống nước, sửa tùm lum sửa hết á má. Nguyên một cái xóm người ta đồn từ trên xuống dưới. Mà tại sao má lại như vậy vậy? Dạo này con thấy má lạ lắm, má rất lạ. Dạo này sao má ít chuyện quá vậy? Cái con này, mày nói vậy làm như má mày nhiều chuyện lắm vậy. Chứ còn gì nữa, cái xóm này má là trùm luôn chứ gì nữa. Má không nhớ hồi tháng trước hả, má đi tung tin đồn nhảm xong bị bà Chính bỏ qua bà tán gãy hết cái răng, có quên rồi sao? Mày kể cái vụ này tao mới nhớ nha. Cái lúc đó tao đâu có ở nhà đâu, tự nhiên về nhà thấy cái răng má kỳ kỳ, cái tao hỏi má kêu là má bị rụng răng sữa, má phải chồng răng mới. Nhưng mà bây giờ mày kể tao mới biết sự thật chứ đâu biết là bị tán đâu. Sao chị khờ quá vậy? Nói vậy mà chị cũng tin nữa à? Già từng lớn từng tuổi này rồi, ai mà còn răng sữa để gãy. Thôi hai bay đừng có nhiều chuyện đi, chuyện tào lao không à. Cái gen của má đó má. Anh mình đi anh em ơi. Vô dạ. Thoải mái đi anh em ơi. Anh mình đi anh em ơi. Anh mình đi. Quay đi chơi hết mình với tao bữa nay nha. Vô vô được anh. Cậu Kiệt. Cậu Kiệt. Chơi hết mình đi. Dạ thương chủ mới về. Đâu? Ba tôi mới đi ra ngoài mà. Thấy ồn quá tưởng ông chủ về. Bà có duyên quá ha. Lượn đi cho sân nó sạch. Khùng điên. Chơi. Bây giờ nói chuyện khác nè. Dạ. Hai đứa nói chuyện cậu Sáu tụi bay á. Nói bộ nó cặp bồ với con Hai thiệt hả? Là sao? Thằng này bộ bị khùng hay sao vậy? Cặp gái hàng tôm, hàng cá, hàng thịt không cặp. Cặp con hàng rau. Má nói làm sao chứ? Nói đi phải nói lại má à. Con thấy bà Hai bán rau bà cũng được mà, đâu tới nỗi tệ đâu. Cũng xứng với cậu Sáu nữa. Với lại má cũng phải nhìn lại đi. Cậu Sáu nhà mình đã già rồi mà không phải già thường, nó già khu đế luôn á. Cho nên là có một người mà người ta thích như vậy thôi cũng tác hợp cho người ta đi. Còn bày đặt kén cá chọn canh. Má, bà Hai á mà biết sửa soạn lên á thì coi cũng được lắm á má. Tại bình thường á bà ăn mặc lôi thôi, với lại có làn da nâu giống như cái cô siêu mẫu gì có làn da trâu đó má. Chứ bà cũng có nét lắm á. Bà mà chịu khó mong má lên á là coi cũng ngon lành cành đào lắm á. Trời ơi, tao không nói cái con Hai đó, tao nói là nói cậu Sáu tụi bay kìa ha. Ở với má con mình cục đất chọi chim cũng không có đó, đã vậy nghề ngỗng mặt mũi cũng không, chỉ được cái sức khỏe dẻo dai đó. Mà cái sức khỏe dẻo dai đó càng làm ra tiền. Mấy con mẹ quá, mấy con mẹ nạ dòng, trời ơi mê cái sức khỏe lắm. Đi bám díu vô con Hai được cái gì. Má ơi, má nói chuyện thì má cũng phải suy nghĩ lại, má hiểu không? Má đừng có nghĩ là cậu Sáu có một thân hình to cao và vạm vỡ như vậy là cậu Sáu sẽ khỏe mạnh. Không hề như vậy đâu má. Má thấy mấy cái người mà tập tạ không? Mấy cái ông mà tập tạ mà cơ bắp cuồn cuộn lên á. Sao? Nhìn vậy thôi. Chưa chắc nha má, chưa chắc là sức khỏe bằng mấy cái anh lẻo khẻo mà rom rom nha. Đúng rồi á má. Má đừng có kỳ vọng quá vô cậu như vậy. Đừng có mong cậu lấy vợ giàu để mà má dựa vô. Má phải để cho cậu. Cậu thích ai thì cứ để cậu lấy người đó đi. Chứ không thôi ông ế tới nơi rồi. Tụi bay phải chơi hết mình với tao. Vô đây ca. Vô. Sao vui không? Hưởng thụ đi, tụi trẻ mà. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Vô. Quên hết cái sự đời, quên hết cái sự đời, quên hết cái sự đời.
sự trời, con thích cái sự. Làm gì sùm như nhà không có chủ vậy? Còn mấy cậu này, mấy cậu này là ai? Sao không ở đây? Thì ông chủ cũng lái xe, bà chủ cũng tự lái, tôi nghĩ. Chỗ của anh là ở đây á hả? Dạ, ở nhà xe. Vậy lên đây làm cái gì? Thì nhỏ Thà nè, Thà kêu lên chị mấy đám cầu hôn nè. Chị, mày giỏi mày chị đi, mày chị đi. Trời ơi, tài xế mà tưởng trùm giang hồ không, thấy ớn không? Nè, cậu chỉ là cậu chủ nhỏ thôi nha. Một chút nữa ông bà chủ là người lớn về á, là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Một chút bạn tôi về á, muốn dọn cái gì mà dọn. Đứng ở đây bép xếp vậy đời ai? Biến. Nè, nhảy tiếp đi. Nhảy tiếp. Trời đất ơi, của nhà tao dễ đâu mà ế. Hả? Mày nghĩ sao á? Thằng Sáu vậy mày nghĩ sao mà nó ế? Nè, tao nói cho biết nha. Nó có mấy bà quá khá khẩm, để ý tâm tia, nhờ tao làm mai mà tao không có làm mai cho đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Bám vô có con hai đó, hả? Không có chồng, có hai đứa con, không có cha. Chắc mà chưa chắc là mỗi đứa con một cha nữa. Trời ơi, bám vô đó nghèo mặt rẹp cặp đất ăn hả? Má nói thì sao? Cái anh đẹp trai đó là không có cha luôn á hả? Cái anh nào? À không, không có gì. Đẹp trai mà không có nguồn gốc thì coi như cũng không được gì hết trơn á. Thôi con không dính vô. Như vậy coi như là không có tài sản gì thừa kế hết trơn á. Thôi bỏ bỏ. Không gì á, không có gì má. Đúng rồi. Cái vụ á mà phải còng lưng nuôi tô hú này là phải xét lại nè. Không được là không được, không có xét gì hết trơn á. Cái con hai đó tàn bán rau rác, không có gì đâu. Không nhà, không cửa, vốn liếng thì trống trơn. Nó chỉ là bánh bèo, trống trơn, không có nhân, không có thịt, không có gì hết trơn á. Nhất quyết không có gả em tao cho nó. Càng nhất quyết không gả con gái cho con đó nữa. Ủa chứ má tính gả con cho ai? Thì kiếm một cái mối nào á, má sẽ lựa mối chuẩn bà má mới gả. Chuẩn bà là sao má? Là sao má? Chuẩn bà là sao? Con không có chơi lét nha. Không có thích bánh bèo nha. Trời ơi, ai nói con lét, ai nói con bánh bèo. Chuẩn bà là chuẩn. Chuẩn theo cái tiêu chuẩn của má. Má sẽ lựa cho con một cái thằng chuẩn men. Chứ nghĩ sao cái thằng lét lựa gả cho con. Má sẽ lựa cỡ chuẩn men, cỡ như là cao thái sư đó. Được chưa? Xì. Nghĩ mày mất hứng quá. Mẹ mày cũng rảnh tiền quá à. Mướn cái con nhỏ điên vô duyên dễ sợ. Thôi, nhàn kiệt chán rồi, ra ngoài coi kiếm gì khác chơi coi. Ê, gì nữa? Tìm cảm giác mạnh đi. Ê nè. Thôi nha, tụi bay có hút chích cái gì á thì chơi đi, đừng có đủ tao à. Tao không tham gia đâu đó. Tao nữa. Vậy sư huynh, em đẹp trai, em đâu có ngu đâu. Trời, chơi mấy chất kích thích đó hả? Lên tiên được mấy ngày bị sida ra bãi tha ma luôn. Chứ ý mày là làm sao? Đua xe. Trời ơi. Đua xe? Ừ. Bộ đua xe không ra bãi tha ma hả? Đua xe mà lỡ tai nạn xảy ra một cái bấy nhầy nó còn gớm hơn nữa. Ê, không có nói xui nha mày. Cái đó là mấy thằng mới chơi. Của tụi mình là bao nhiêu năm trong nghề rồi mà mày sợ cái gì? Ủa bộ mày quên cái cảm giác tốc độ hả? Bộ mày quên cái cảm giác chiến thắng hả? Úi trời ơi. Ê, mà không có đùa với tụi mình đâu, xưa rồi. Chứ sao? Kiếm mấy anh chèo chơi. Ủa? Là sao? Thì mình ra mấy cái chốt giao thông đó. Mấy anh đang làm nhiệm vụ giao thông đó. Thì mình giật đồ mấy người vòng vòng đó, cho mấy ảnh dí vòng vòng chơi. Mày khùng hả? Vậy mà không ngu. Ngu cái đầu mày á. Có gì đâu mà sợ. Có chuyện gì á, cứ nói tên ba má của tao ra. Xong hết. Có mới nói nha. Trời trời, mày tưởng tên ông già tao là Hảo hả? Tụi mình là con ông cháu cha, phải biết dựa hơi mà sống chứ. Tới lúc mà ông bà già tao ra tay nha, cho tụi bay sáng con mắt ra. Thôi đi, đi, đừng có lo. Cũng được, đi. Quên. Đi. Sợ hả? Sợ cái đầu mày á, tao nhức độn quá giờ chưa hết nè. Sốt ông ba. Rồi coi. Nóng thiệt á. Dạ chắc ông mệt thiệt đó. Giờ đi bộ còn không nổi nói chi đua. Ê, mà ví dụ đua xe đâu ông đi?
xe không chạy chậm rì. Ê, quê nha mày. Nè, mày nên nhớ bữa nay á là mày qua mày rước tao nha, chứ tao không có đi xe. Chứ tao mà đi xe, tao lấy xe tao đua tụi bay á, lúc đó mới biết thế nào lễ độ. Trời, đồ cũ chứ không phải đồ bỏ, nghe chưa? Ok. Thôi đi anh ơi, anh được cái đẹp trai lúc nào không tự tin. Cái đó là ngày thường anh khỏe mạnh kìa. Còn bây giờ anh nhìn anh coi, y như con gà rù. Chơi bời gì. Thôi, tụi bay đi, tao đi về. Thôi được rồi, mệt cứ ở nhà tôi nghỉ đi. Ừ, nhà anh Kiệt đâu có ai đâu, nằm đó nghỉ chút xíu. Tụi này đi xong về có gì vui kể cho nghe. Vậy tao ngủ đây một xíu nha. Tự nhiên. Đạt quá. Bà chúa vô duyên đâu rồi, lên biểu. Nghe. Ông anh bạn, ông mệt, ông nằm nghỉ. Chừng nào khỏe tự động ông về. Mà ông mà có muốn ăn uống cái gì á thì bà phục vụ ông á nha. Tụi bay đi. Đi. Toàn thứ gì đâu. Chà. Đẹp trai thiệt. Nhưng mà đời bây giờ á, có đứa nào ngu á mới ham mấy đứa đẹp trai. Toàn là điểu cán bóng gió. Em sao trễ vậy? Kẹt xe hả? Em mệt quá đi à. Phải chở ông ra khỏi nhà thì em mới đi được. Anh chờ em lâu chưa? Cũng không lâu lắm. Nước đi. Dạ. Sao? Lúc này thấy làm biến gặp tôi lắm nha. Hay là chán anh rồi? Hay là tại chồng em mới về? Chồng em có về á thì cũng vậy thôi. Em vẫn trong tình trạng tình là tình nhiều khi không mà có. Còn ổng thì tình là tình nhiều lúc có như không. Vậy chứ lý do gì nè? Em đang suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của mình. Là sao? Em thấy em với anh là những người làm ăn có tiền, có quyền lựa chọn cho mình những điều tốt nhất. Vậy thì tại sao em với anh lại lén lén lúc lúc hẹn hò như vậy? Ý em là... em không thích là quan hệ lén lút như vậy. Anh chưa hiểu ý em lắm. Ý em là em muốn công khai mối quan hệ này hả? Anh không thích sao? Cứ giấu giếm như vậy hoài, em thấy mình hèn quá. Trời ơi, em à, cả anh và em đều là những người có gia đình đó, em hiểu không? Thì anh bỏ vợ, em bỏ chồng. Luật pháp bây giờ đâu có cấm mình ly dị. Người đời cũng đâu có nhìn khắt khe giống như ngày xưa nữa. Em cũng không thấy mình xấu đi khi em bỏ chồng, anh bỏ vợ. Chứ em thấy mình lén lút hẹn hò như vậy, mình mới là người không đàng hoàng đó. Không phải từ đầu mình đã thỏa thuận mối quan hệ của mình chỉ như vậy thôi sao? Anh không muốn phá vỡ một gia đình. Đúng là từ đầu mình đã thỏa thuận như vậy, nhưng bao nhiêu năm qua tình cảm của mình không tăng thêm được chút nào sao? Anh hài lòng là mỗi tháng mình gặp nhau vài lần và lén lút qua lại như vậy hả? Em à, anh thấy mình như vậy là được rồi. Mình không cần phải ly dị rồi phân chia tài sản con cái. Em có biết mỗi lần đụng tới chuyện ly dị là kéo theo biết bao nhiêu là hệ lụy không? Em không biết. Mà em thấy mình cũng không đến mức mẹ nghèo khó là sau khi ly dị mình mất bớt một phần tài sản đâu. Em không lo nhưng mà anh lo.
không bằng mà nói á, thì tất cả những gì anh có trong tay bây giờ là của gia đình vợ anh giúp đỡ không. Nếu mà ly dị anh sẽ mất trắng đó. Sao anh nói sự nghiệp là do anh tự tạo mà? Em mà thì đàn ông mà lúc nào cưa cẩm phụ nữ cũng phải tạo cho mình một cái lịch sử hào hùng thôi. Vậy còn chuyện anh làm cho em thì sao? Những cái hợp đồng hay là những đối tác là công việc anh mang về cho em là tự tay anh đi tìm. Nhưng mà gia đình vợ anh không biết chuyện này. Nếu gia đình vợ anh mà biết là chuyện lớn đó, anh với em không yên ổn được đâu. Còn tình yêu của em với anh? My à, em bao nhiêu tuổi rồi? Tình yêu ở cái độ tuổi của mình là một cái sự xa xỉ, em hiểu không? Mình phải có tiền rủng rỉnh trong tay mới rững mở mà yêu được. Còn nghèo khốn hoài thì hứng thú gì đâu mà tò te tú tí em hả? Em à, em hiểu tình trạng của mình rồi thì đừng có suy nghĩ tới cái chuyện thay đổi nữa. Cứ để yên vậy đi. Anh hứa với em sẽ không ai phải thiệt thòi gì đâu. Em có sao không em? Chẳng tấp đua xe đầu đường số 10. Dạ. Dạ thưa bà, mới về. Ủa ông có sao hay không? Giờ thấy cứ lầm lầm lũi lũi. Dạ ông bình thường á bà, tại ông vậy á. Ông cũng già cả rồi, trái gió trở trời, nhớ thầm chừng ổng. Chứ nhà này đi vắng suốt, có ổng thì cũng yên tâm. Dạ. Ủa ai đây? Dạ bạn cậu Kiệt. Sao nằm đây? À, dạ, à hồi nãy đông người lắm, cái xong rồi à, cậu Kiệt đi rồi. Còn cái cậu này á bị nhức đầu, rồi cậu Kiệt nói cho nằm ở đây đi, rồi chừng nào mà khỏe tự về. Còn nếu không mà cứ nằm đây ngủ, đợi cậu Kiệt với mấy đám bạn đi chơi về, rồi chở cậu này về. Sao bệnh hoạn, không về nhà nằm mà nằm nhà mình? Thì con cũng đâu có biết đâu, cậu Kiệt nói sao thì con cho ổng nằm lại vậy á. Trời đất, nóng quá trời. Đi lấy nước lau mát đi, cho nó hạ sốt. Rồi coi có viên thuốc hạ sốt nào không, lấy cho nó uống. Con hả? Ừ. Alo. Dạ em đây anh. Dạ được. Anh hẹn khi nào? Dạ thứ tư em kẹt rồi, anh hẹn lại thứ năm giùm em nha. Dạ, dạ được, em cảm ơn anh nha. Dạ chào anh.
tôi á ăn lương á đâu phải đi làm mấy cái chuyện này, thấy không? Trời đất ơi, đâu phải tự nhiên khi không á bắt tôi đi hầu hạ lao cho trai thiên hạ vậy. Ơi tự nhiên khi không á nhà cửa mình không nằm, đi nằm ở nhà người ta ăn dạ vậy. Cũng may á mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai tôi mới hầu á, nghe chưa? Chứ còn mà xấu trai rồi này kia nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó. Thôi mày êm giận cái đi, người ta bệnh người ta mới nằm ở đây, cái làm bèm rủa xả hoài nó lên máu nó chết bây giờ. Đi qua ra ngoài sau đi, cho nó nằm nghỉ ngơi một lát, kiệt về đưa nó về, để đó cho ta nằm nghỉ. Rảnh tay. Dạ, cô ta đi với cậu con trai. Họ thăm nuôi đều à? Dạ, cũng không thường xuyên lắm. Có tháng có tháng không. Lần nào cũng đi chung với ông ba gác đó. Hình như là chồng cô ta. Một thằng con trai, một ông chồng. Bà ta đã có chồng rồi sao? Mà đã biết chỗ ở của họ chưa? Dạ, em sẽ cố gắng tìm hiểu kỹ rồi báo lại sau. Cậu nhớ tìm hiểu kỹ mối quan hệ giữa họ, rõ chưa? Dạ. À, em có điều này muốn hỏi anh. Cậu hỏi đi. Anh với họ quan hệ như thế nào? À, không phải em tọc mạch, em muốn tìm hiểu để dễ dàng tìm hiểu về nhân thân của họ. Cũng phải thôi, nếu như cậu không biết thì cũng khó cho cậu. Cậu dậy rồi hả? Ôi. Cậu thấy trong người sao? Lúc nãy cậu bị sốt, rồi tôi kêu con Thà lau mát cho cậu rồi. Nè, cậu uống ly nước gừng đi cho khỏe. Con cảm ơn gì? À, thì ra là vậy. Em hiểu rồi, hèn chi anh nóng vội như vậy. Bởi vậy cậu phải hết sức giúp tôi nghe không? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi có công việc phải đi rồi, có tình gì mới thì nhớ báo tôi biết. Dạ. Tôi đi. Vậy cho con hỏi là mấy giờ đi vậy? Cũng trễ rồi. Cậu học chung với thằng Kiệt nhà tôi à? Dạ, con là sinh viên đại học, gần tốt nghiệp rồi. À, con gặp Kiệt á, ở trong cái lớp học ngoại ngữ, rồi chơi với nhau tạo thành nhóm luôn. Tôi cũng đoán vậy. Nhóm hot boy à? Dạ hot gì đâu gì, toàn là bông không mà đâu có trái đâu. Rồi nhà cậu ở đâu? Cậu muốn về chưa? Hay là phải chờ bạn? Dạ thôi được rồi, để con tự về. Tại vì hồi nãy tụi nó mới đi chơi á, biết chừng nào mới về gì. Nhưng mà cậu thấy khỏe hẳn chưa? Cậu đi xe gì? Có cần tôi phải đưa cậu về không? Dạ không, con khỏe rồi. Con về được mà, con đâu dám làm phiền gì đâu. Con cảm ơn gì. Vậy để tôi tiễn khách quý ra ha. Cảm ơn gì. Cậu về ha. Dạ, chào dì con về. Ừ. Chào chú con về. Ủa em. Dạ. Bạn của thằng Kiệt hả? Dạ. À, thằng Kiệt đâu rồi? Nó không ở nhà. Nói với đám bạn kéo nhau đi chơi sau khi em đi làm rồi. Ừ. Em coi sao? Quản lý con chặt chẽ vô. Chứ cái tuổi này dễ bị hư hỏng lắm. Anh là đàn ông, nói chuyện với con dễ hơn em chứ. Anh vắng nhà suốt à. Em cũng biết mà, công việc của anh bận rộn lắm.
Thì em cũng bận vậy. Nhưng mà chăm sóc con là chuyện của em. Anh xin lỗi, ý anh không phải như vậy. Em à, thôi, đừng có giận mà. Anh vẫn chăm sóc con. Anh chỉ lỡ lời thôi. Anh không có lỡ lời. Vì anh không cần phải nhắc nhở em chuyện này đâu. Thôi được rồi, cho anh xin lỗi. Ngày mai á, anh phải tiếp khách đặc biệt. Em đi cùng với anh nha. Mai công ty em bận việc rồi. Khi khác đi. Về đi. Thì sao mà còn phá làng phá sống nữa, tụi tôi nhốt luôn đó. Dạ. Yes sir. Về đi. Cảm ơn sếp. Thấy tao nói hay không? Nói tao ông bà già tao ra một cái là xong xuôi. Ôi. Nhưng mà tao thấy cái trò này nó mới vui. Gì? Hẹn vô trong đó mấy tiếng đồng hồ, nghe mấy ổng thẩm vấn thẩm tra, không biết là có được ra hay không, hay là phải vô nhà đá ngồi gửi lịch. Trò này không mới vui, mày mốt mày kiếm trò khác đi. Chứ bây giờ mày muốn sao mới vui hả? Đi ba nha. Ba. Ê, tao mới có quán ba này hơi bị ngon à. Có mấy em xanh tươi, thích tưới nữa. Bây giờ nè, tối nay mỗi thằng một em, lai rai tới sáng là vui liền chứ gì. Đấy. Nghe mày nói tao cũng thấy ham. Mà nè, tao mà đã tưới á, là tưới bằng cái giò rồng á nha mày. Ghê vậy. Nhưng mà thôi, hẹn bữa khác đi. Bữa nay có ông già tao ở nhà. Cây vậy mày? Ủa bộ ông dữ lắm hả? Không có dữ gì, nhưng mà cái dạng của ông khó khăn rồi sao á. Thôi mày ơi, phụ huynh mà, lúc nào ông muốn chứng tỏ mình quyền lực, hiểu không? Thôi giờ vậy đi. Giờ về, sáng mai đi sớm lấy con ngựa ra ha. À, ê mà nè, tao nghe nói á, ngựa chiến đút vô đó nha, chiến cỡ nào tới lúc lấy ra chả khác nào có đóng sắt vụn đó. Cái gì mày lo xa vậy? Dám đụng tới con ngựa tao á, tao nói ông già tao một tiếng thôi là cho về làm hành chính, khỏi đứng đường nghe chưa. Đi. Mày nói giỏi lắm. Nhà còn gì ăn không? Gì ạ? Gì ạ? Trời, cậu làm cái gì làm như không phải nhà cậu, cậu làm gì thì thào vậy vậy? Nhà cậu có lúc nào mà hết đồ ăn đâu. Đồ ăn còn đầy nhóc trong tủ lạnh kia kìa. Bởi vậy tới nay con nhà giàu sung sướng, không bao giờ phải lo cái miếng ăn miếng uống đó. Mà sướng quá là quá rồ, thấy không? Ăn no rửng mỡ rồi đó, đi tụ tập phá làng phá sớm. Chị nói. Chị nói ai vậy? Tôi nói Phong Long vậy đó. Nói mấy cái đám con đại gia vậy đó. Nếu mà nghe chướng tai á thì đầu tự động mới biết tu tỉnh đi ha. Biết chí thú làm ăn, đừng có dại dột quá trước khi mà nhà tan cửa nát rồi hối hận. Trời đất ơi, bà bớt bớt cái miệng là giùm tôi được không? Ở đợi nhà người ta mà chù éo gia chủ độc địa vậy đó hả? Ở đợi là tôi ở đợi thiệt, thấy không? Nhưng mà tôi có cái đầu óc suy nghĩ, tôi biết nhìn trước nhìn sau, không có tình có nghĩa với lại nhà chủ. Tôi á thương cậu, coi cậu như là em út tôi mới nói đó. Chứ thiệt á, ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu đi chơi với cái đám bạn âm binh đó, tôi tức trào máu họng luôn vậy đó. Mà cha mẹ giàu có đi làm có tiền cũng phải cực khổ lắm mới có, chứ đâu phải đi cướp của người ta đâu mà có tiền có bạc rồi về cho tha hồ cho con cái nó phá kiểu vậy. Phá tụi tôi phá gì? Tụi tôi vui chơi lành mạnh thôi mà. Chứ, lành mạnh cái đầu của cậu á, thì tôi nói vậy đó, có khôn mới tính đường trước, đừng để tan nhà nát cửa rồi hối hận. Đồ ăn hơi nguội, hãy để tôi hâm lại cho nóng nha. Thôi, ăn bậy miếng, có bỏ có cái bỏ vô bụng thôi à. Ủa? Mà ba tôi không có về không? Ông ở trên phòng á. Ông lúc nào mà trả cho ông, tới ngủ cũng không chịu về phòng ngủ mà. Hồi nãy ông có hỏi thăm đến cậu á. Ông lúc nào cũng kiểm soát tôi hết á. Nói vậy chứ, ông thương cậu, ông hỏi thăm cậu mà. Tôi biết rồi, đừng ca bài ca không quên nữa nữa. Lạnh tanh, ăn mà không dễ.
Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, có ba ở nhà là không được chơi bời lêu lỏng nha không? Chơi bời lêu lỏng gì đâu, con đi sinh nhật bạn mà. Sinh nhật? Lớp con có bao nhiêu đứa, rồi trường có bao nhiêu đứa, mà sao ngày nào không có sinh nhật không đứa này thì đứa khác vậy? Lớp con 50 đứa, 12 năm học chung, chơi chung với 500 đứa là chuyện bình thường. Một năm có 365 ngày, có ngày con đi hai tăng luôn á. Đừng có cãi bừa. Bài dở học hành thì không lo, không lẽ quanh năm con chăm chăm mỗi việc đi sinh nhật bạn thôi sao? Thôi mà mẹ, đó là bạn thân của con. Đã vậy, con để người lạ trong nhà, bắt con thà phục vụ chăm sóc nữa chứ. Lạ đâu mà lạ, đã có nói nó là bạn thân mà. Nó là ai? Ba mẹ nó làm cái gì? Nhà nó bên quận 8 á, sinh viên đàng hoàng hẳn hoi. Nhưng mà nhà thì không có được giàu, không có cùng gia thế đẳng cấp với nhà mình. Được cái nó học giỏi lắm nha, cho nên nhóm tụi con á, thằng nào cũng phải nhờ nó trong việc học hết á. Con liệu hồn đó, lo mà ngủ sớm đi. Mai á, mặt mũi rồi cũng cao ráo đẹp trai, tôi mới hầu nghe chưa, chứ còn mà xấu trai rồi này kia nãy giờ là tôi cho nằm ở đây thúi quắc luôn rồi đó. Rồi, tới nhà, tới nhà. Giờ tới rồi hả con? Mẹ ăn mới về. Ừ. Mẹ đây. Mẹ. Má ơi, mẹ kìa má. Con muốn ăn mẹ. Bà sao vậy? Bà hai. Bà làm gì vậy? À, không có mang tiền thì tôi có tiền sẵn đây nè. Mấy ngàn mà làm với cả cây vàng đứng ngớ ngẩn ra. Nè con, ra mua đi. Cảm ơn chú. Ừ. Mía, đem vô đây cho ông bịch ra. Ra mua mía đi con. Dạ. Mấy bịch con? Làm gì vậy? Bà hai, trời đất ơi, mía mà nó đâu có ủ phân phun thuốc gì đâu mà lo lắng như vậy trời. Tôi bị liệu. Má, mía ngon quá à má. Má ăn không má? Ngon thì con ăn một mình đi, đừng có nói mía mía nữa. Cứ hễ má nghe con kêu cái từ đó là má giật mình hết hồn à. Vô nhà đi con. Dạ. Bà ngộ ha, mắc gì hết hồn, mắc gì giật mình. Trời đất ơi, cái mía nó dài thòn lòn vậy, có ngắn vậy đâu mà giật mình.
Thôi kệ tôi. Ông Sáu. Gì? Tối nay đi không? Đi đâu? Ra đó đó. Rình nữa hả? Đi không? Thì đi thì đi. Nói thiệt với bà nha, tôi đi cho bà đỡ sợ thôi. Chứ bà đi rình nhà người ta tôi thấy nó kỳ kỳ sao đâu á. Thôi, không đi thôi. Mình ơn tôi đi cũng được, không cần ông. Thôi 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 đi. Tôi đã hứa với bà tôi đi là tôi đi mà. Vậy hen. Ông hứa rồi đó hen. Vậy á, tối ông đi thẳng ra ngoài đó luôn đi. Khỏi qua đây rủ tôi nữa. Mắc cộng ha, người ta tưởng đâu tôi với ông ha, hẹn hò với nhau bằng tay bằng tiếng chết. Ủa, cái này bà hẹn tôi thiệt mà. Cái ông này giỡn hoài à. Thôi, ông về bển ăn cơm đi. Tôi vô trong bếp đây nè. Lẹ lẹ nghe, còn ra cho sớm. Bà này ngộ thiệt ha. Ăn cái tối ngày cái khóa đi rình nhà người ta. Ủa dạo này thích coi phim trinh thám lắm hay sao vậy trời. Khó hiểu quá. Sáng làm gì mày không qua trở hàng cho ông Kết? Anh nó qua mắng vốn tao kìa. Trời đất ơi, tôi đã nói với chị rồi, mỗi sáng là tôi đã kẹt rồi. Nhận lại với nó làm gì? Nhưng thằng đó trả tiền khá, ngu sao bỏ. Trời ơi, khá gì mà khá. Cái thằng đó đó, khi nào nó kẹt nó mới kêu tới mình. Rồi mỗi buổi sáng tôi phải chở mối cho bà hai rồi. Mối. Mà mối có trả tiền sòng phẳng không? Có sao không? Có chứ sao không. Nghe cái giọng dại gái mày tao biết liền. Chỉ cần nó liếc mắt một cái thôi là không biết tên của mình là gì đúng không? Tao mệt bà quá. Nói chuyện tào lao không à? Tào lao hả? Nè, ngoài chợ người ta đồn rùm beng kìa ông. Đồn gì mà đồn? Bà rảnh quá à. Hết chuyện đi nghe mấy con mẹ nhiều chuyện ngoài chợ đồn làm mà cũng nghe. Họ đồn mày cua con hai. Nó, nhìn cái mặt mày tao biết liền. Mày dám nói mày không kết nó đi. Tao chết liền á. Ui, tôi kết ai đó là chuyện của tôi. Còn chị, từ đó giờ chị kết ai, tôi có xíu cho chuyện của chị đâu. Chà, nghe cái giọng này biết đang chết mê chết mệt đắm đuối như chết chú yên hai này chứ gì. Ngoài chợ người ta nói mày á, ngày nào cũng tò tò đi theo nó như người làm không công vậy đó. Thôi thôi thôi, cái chuyện mà tôi hầu hạ ai hay ai hầu hạ tôi đó là cái chuyện sướng khổ của tôi. Mắc mớ gì tới chị mà chị cứ xíu vô hoài vậy. Trời đất ơi, mắc mớ chứ sao mắc mớ. Sao, mình nghèo thấy bà phải biết thủ thân, kiếm ai có tiền của chút để mình nhờ chứ. Còn mày bị khùng hả? Nghĩ sao còn lo cho hai đứa con không có cha nó. Trời ơi, định làm tôi hú nuôi quạ hả sao? Tôi lại chị. Gì vậy? Làm ơn, rảnh không? Rảnh á thì lo cho hai đứa con ăn học đàng hoàng tử tế đi. Không có bắt công cho tôi có khiến. Sao? Mày không khiến nhưng tao vẫn phải lo cho mày. Bởi vì tao với mày á, cùng cha, cùng mẹ, cùng nội, cùng ngoại, cùng dòng họ tổ tiên. Trời ơi, tao không lo cho mày, lo cho ai? Không phải. Em ngã thì chị phải nâng. Nghĩ sao để mày đem thân lo cho người dân, rồi mày bỏ đói chị mày, bỏ đói cháu mày. Trời ơi, Sáu ơi, mày ngu gì vừa hơi Sáu. Bà làm ơn, im cái miệng giùm tôi một cái. Tôi đi làm cả ngày mệt chết mẹ à. Về đây còn bị bà tra tấn nữa. Bà mà còn nói một tiếng nữa tôi bỏ nhà tôi đi luôn thiệt á. Hồi nói tới thì bỏ đi, hồi nói tới bỏ đi. Kiếm ai? Không có kiếm ai hết. Không kiếm ai sao giờ? Thấy nhà đẹp quá giờ. Con có kiếm. Ai? Kiếm thà. Thà. Dạ. Kiếm thà sao không bấm chuông? Quên. Mà cũng phải quên đó. Định bấm chuông mà sợ làm phiền chủ nhà. Chờ chúng đi. Thà ơi. Dạ. Qua kiếm bay nè. Dạ.
Ủa dì hai, ủa dì hai kiếm con chi vậy? Tụi nó hai... Trời ơi, hôm nay chợ ế quá, có mớ rau nè nó tươi dễ sợ, để mai là nó héo hết trơn à. Ăn giùm tôi đi cô Thà. Không được dì hai, bà chủ á, bà không có cho con mua đồ ăn dự trữ. Bà nói ăn bữa nào á thì mua bữa đó. Bây giờ mà con mua giùm dì hai, bà chửi con chết. Thôi vậy... Dạ, với lại vậy nè, mai mốt á, ban đêm giờ này á, dì hai đừng có kiếm con nghe không. Ông chủ mà ông thấy con đứng nói chuyện với ai ngoài này á, lát nữa vô chổng á, ông hỏi cho tới luôn á. Ủa, vậy hôm nay ông chủ có nhà hả? Có, đủ hai người luôn. Thôi thôi, dì hai đi về đi nha. Con đứng đây nói chuyện lâu quá, lát vô bị chửi. Đi đi về đi dì hai, khuya rồi. Đi đi dì hai, đi đi. Không vô nha. À dạ. Đây không khóa cửa. Chết rồi, con quên đem chìa khóa rồi, tiếng khóa giùm con đi. Nhỏ này thiệt á. Chào chú về. Cái thằng chủ nhà, cái thằng mặt thẹo, con Thà nó nói vậy đó. Nó có nhà thì ngồi đi chờ đi. Đánh nó ra cho bà dòm. Thiệt tình, khi không đi á tìm người dòm thẹo. Tôi đi dòm người có thẹo chứ không có dòm cái thẹo. Mày nè, bà có dòm là dòm chay thôi nha. Chứ bà mà sớ rớ với thằng chả hả, tôi sẽ tự học quyết mình nè, tôi tạo thẹo nè cho bà dòm cho đỡ ghiền á. Ông khùng thiệt có không sao? Ông lãi nhãi vậy á, mốt tôi đi mình ơn. Tôi mới khiến ông đi với tôi nữa đâu. Trời ơi, tôi thích đi tôi đi, chứ không phải đợi bà khiến tôi mới đi đâu. Bây giờ có khép cái mỏ lại cho tôi rình không hả ông thần? Khi tình yêu trở thành... Bắt kênh khác đi nha ba. Qua. Gặp gỡ cầu thủ Vũ Minh. Được không? Số thứ hai là cuộc tranh tài giữa hai xã Vĩnh Tân. Trời, và Lan Hòa. Tắt tivi giùm tao cái. Chuyển kênh hoài không coi được gì hết trơn, tốn điện nữa. Chứ giờ còn sớm quá à. Đi chơi thì không có tiền đi. Còn ở nhà có biết làm gì giờ má. Thì làm sinh chứ làm gì. Mà sao giờ này trễ rồi mà chưa thấy cậu Sáu về nữa má. Dạo này hả, cậu Sáu về khuya lắm luôn á. Dạo này á, em thấy cậu Sáu sao sao á. Sao sao là sao? Nhiều lúc á, con ngồi sát bên luôn mà con kêu, cậu cũng không nghe. Lúc nào cũng lơ lơ lửng lửng như trên mây hết á. Buổi sáng ha, người ta tới người ta kêu cậu chở hàng, lúc nào cậu cũng nói là bận hết. Cái kiểu này nó chết chắc với con hai rồi. Tưởng nói chơi ai nhè làm thiệt hết trời. Không lẽ là cậu Sáu thích bà hai thiệt hả? Đợi ban ngày ban mặt rồi mình đi canh. Bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà sao tôi nóng ruột quá à? Ông làm như tôi cũng nóng ruột vậy. Mà tụi nó lớn hết rồi, đói bụng biết xuống bếp lục cơm ăn rồi. Ban ngày không thấy hả? Hết chợ búa cơm nước lay quay hết ngày hết giờ rồi. Mà đi rình ta mà rình ban ngày nha, chúng bắt quả tang nó quýnh vô trong mặt cho đó. Ông điên hả ông Sáu? Thì thôi, nhưng đêm hôm khuya khoắt như vậy, ổng cũng ra đây làm cái gì? Hả? Ông ra đây cho mũi cắn ông hả?
thì cũng ngồi chờ thời. Biết đâu trong nhà ngột ngạt, rồi nó ra nó hóng mát, rồi thấy nó chứ sao. Ở đây gió lao sao, cây rì rào, có khi nào chả ra đây chả xả mát không? Ê, cái cảnh đó mà xuất hiện là tôi không có cho bà coi đâu nha. Thấy ghê quá. Nghe ông nói thôi tôi ớn rồi, ai thèm nhìn. Đầu óc ông suy diễn quá. Tôi muốn nhìn thấy những cái mà tôi muốn nhìn thôi. Giờ tôi chưa nhìn thấy, ông có lo tôi về đêm nay tôi ngủ cũng không được à. Ủa, thôi bà canh đi. Canh cho đã nư bà đi. Vậy đừng nói nữa. Hồi chiều này á, cậu Sáu có đảo qua nhà ăn miếng cơm, xong rồi thay đồ rồi đi luôn rồi. Chắc là qua nhà bà Hai nữa má. Trời đất ơi, trễ gì vậy, tối khuya muộn gì đi qua nhà anh Hai làm gì? Trời ơi má, mày thiệt, má dở quá, má không biết gì trơn á. Chuyện đơn giản thôi, bây giờ tối rồi đi qua nhà bà Hai để tâm sự tâm tình chứ làm gì. Chứ không lẽ qua gặp bà Hai lúc buổi trưa cho nắng hả? Đúng rồi, trời lúc này á, trưa đổ nắng hừng hực luôn vậy hả? Gặp nhau lúc đó hả, mồ hôi mẹ mồ hôi con tươm tướp luôn. Gặp cậu Sáu nhà mình á hả, bị viêm cánh nặng nữa, ngồi kế bên ổng á, chắc là bà tắt thở sớm. Thằng này nó bị khùng hay sao? Hai đứa bay á, qua bển coi nó có bên nhà con Hai không. Ủa rồi lỡ qua rồi có cậu Sáu bên đó rồi sao má? Thì kêu nó về chứ sao. Tự nhiên kêu về, kêu về đang ổng chửi tụi con tối mắt tối mũi luôn hả? Thì qua bển nói là má kêu cậu về có công chuyện, chứ tụi bay muốn để nó đi làm rồi tiền bao nhiêu đưa nuôi con người ta hết hả? Tao đi hay mày đi? Chị đi đi. Mày đi đi. Chị đi đi. Hai đứa đi luôn đi, không có cãi nhau nữa. Lộ phí. Cái gì trời? Tao kêu hai đứa bay á, tập làm thám tử nghiệp dư, đi qua nhà con Hai coi có cậu Sáu bển không, chứ tao đâu kêu quay công làm công an giao thông đâu, sao rồi lộ phí hả? Má thông cảm đi, tại này chuyện thường ngày ở huyện mà, nên tụi con bị nhiễm á. Thôi đi nha. Đi. Thiệt tình, còn với cái nhiễm cái gì hay tốt không nhiễm, nhiễm tàn ba thái hư thứ xấu không à. Hết mới nổi. Giờ này vợ chồng con cái chắc người ta ngủ sung sướng rồi, chứ không ngồi đây canh gì không biết nữa. Mỏi không? Mỏi. Ngồi nãy giờ có một kiểu à, không mỏi mới lạ. Thôi được rồi, mai tôi mua cho cái tiếp kem chống mũi á, rồi tự tay tôi thoa cho bà. Thôi khỏi, mua cho tôi là tôi cảm ơn rồi, làm như tôi không có tay vậy, phải kêu ông thoa cho tôi. Không phải, con người của bà sơ sẹo lắm, làm cái gì không có làm tới nơi tới chốn á. Những cái chỗ nào bà không thoa là mũi nó sẽ chích chỗ đó. Còn tôi thoa cho bà là tôi thoa hả kính bít luôn, từ trên xuống dưới không có con mũi nào mà dính cho được hết trơn. Tôi nghe ông nói là tôi biết ông chết trước lũ mũi rồi đó. Mà vô duyên quá. Tôi đang khỏe như trâu nhưng trụ ẻo tôi chết, mở miệng ra thấy dễ thương ghê vậy. Ai mượn ông đang mơ? Ông mơ là ông thoa thoa khắp người tôi. Ủa tôi đâu có cùi, tôi đâu có cùi mà tôi để cho ông thoa khắp người tôi vậy ông Sáu. Ôi trời ơi, thì cũng giống như mấy thằng cha đàn ông đi massage thôi, bình thường mà. Rồi ha, lòi ra cái chuyện massage mát xẹt rồi ha. Ông mê mấy nhỏ mắt xanh mỏ đỏ trong đó, nó massage mát xẹt cho ông là ông phê lắm đúng không? Phê gì con tê tê có. Không có. Bà ghét sự ôm tiền đâu mà vô mấy cái chỗ ăn chơi sao đỏ đó bà ơi. Hiểu anh nghe ông Sáu, ông cũng ăn chơi thấy sợ luôn á. Ông á hả, mà còn so bóp bóp tôi giống vậy á, tôi nghỉ chơi với ông là luôn á nghe. Ôi chưa chắc à. Đợi tới lúc đó bà đòi thoa mà tôi không thoa, lúc đó bà hờn giận. Tôi đâu có cùi ông Sáu, tôi có hai cái tay, tôi tự làm được, tôi tự xử được, ông đừng có mơ. Tấm ơi thấy em ở nơi kia xa lắm, em đang thoa vậy em vẫn tự thoa. Ôi ở thấy gớm không. Ông bớt 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 cái miệng ông lại giùm tôi cái đi, đi rình nó mà la như là có lo kẹo kéo vậy đó. Vậy cho bớt buồn ngủ bà ơi. La lên đi, rồi không khác nào á là nói á cho ta biết là lại ông tôi ở bụi này, nhảy vô bụi. Trời đất ơi, mày nhìn kìa, quá tan luôn chê nha. Dạ tính sao chị ba? Tính sao là tính sao, giờ đình chứ làm sao. Ủa
gì kỳ vậy chị bác? Sao tự nhiên hai người chui vô cái bụi cây mà cái lùm cây nó im ru, không có lung lay quay cuồng hết vậy? Ồ, kỳ thiệt luôn á. Nhìn hai người đó không có giống như là cặp tình nhân đến lúc đi hẹn hò, mà giống như là rủ nhau đi đừng ăn trộm. Cái ăn trộm gì kỳ vậy? Mà cái nhà này đâu phải nhà bà Hai đâu mà có rình ăn trộm nhà bà. Không lẽ hai người này đang tính ăn trộm nhà người ta? Rình con sao? Đi ra, đi ra. Giờ nãy giờ mỗi con mắt có thấy cái gì đâu. Làm như trộm có kiến không sao? Làm gì không có. Để còn mũi nữa. Tôi đã nói với bà rồi, vợ chồng con cái người ta giờ chắc là chăn êm nệm ấm chồng. Tôi với bà như hai chó già vậy, ngồi đây hiến máu cho mũi. Cái gì kỳ vậy chị ba? Tự nhiên chui vô bụi để mũi chết chơi vậy thôi hả? Con này mệt ghê luôn á. Tao đã nói là im đi để tao canh, mà nãy giờ cái làm gì mà cứ mũi chích mà chích lui chích chích hoài vậy? À mày nói nhiều quá. Giờ ngồi canh tiếp đó hả? Quyết định không về vậy hả? Rồi bà quyết tâm thì tôi chơi tới cùng với bà luôn á. Có về tôi cũng ngủ không được đâu, cho nên ngồi đây. Này bà Hai, tôi thấy sớm mình dân tứ xứ về nhiều, bà về đây cũng lâu rồi, sao tôi thấy bà không có anh em ruột thịt gì hết trơn vậy? Rồi ba của mấy đứa nhỏ đâu? Có đâu thấy. Bà làm sao? Tôi sống có một mình nên à. Tôi biết là bà sống một mình, nhưng ai cũng có cha có mẹ, có nguồn có cội, có dòng có họ chứ. Không có. Trời đất ơi, bà mở miệng ra bà nói vậy bà không sợ mang tội với ông bà tổ tiên hả? Tôi mồ côi, tôi cũng không biết làm sao á mà tôi sống được tới ngày hôm nay nữa. Tôi cũng hiểu sao tôi lớn nữa mà cứ sống lay sống lất như vậy đó. Vậy mà tôi cũng lớn cho tới giờ rồi, không có hư hỏng, không có hận đời gì hết á. Tôi chỉ coi đó là cái số phận, mặc dù số phận bị trời đại. Thì bà kể tôi thấy tội cho bà quá. Thôi, nhưng dù sao bà cũng còn có cô Đông, hai chị em hữu hỉ với nhau cũng ấm. Con Đông cũng là tôi lụm về đó. Cô làm sao?